cấm đi theo đúng meta là cả ba được cấm Aatrox, Camille cùng với lại Zoe hay không. Hồi nãy thì Jay Sports họ là đội chủ động cấm đi Zoe, và lượt cuối thì Bangkok Invest họ đã không cấm cho mình là Senna. Ngược trở lại thì họ chọn Senna, nhưng mà rõ ràng Senna không phải một chiếc tướng quá hiệu quả đối với đội hình của họ. Đúng, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Jay Sports đang rất là chủ động trong việc lựa chọn kèo đánh dành cho mình, đặc biệt là những lượt cấm. Họ cấm đi những cái vị tướng mà kiểu như đội hình của họ khá là e ngại về những vị tướng này, và trong đội hình của họ cũng không có những người chơi thực hiện đủ tốt. Đó đều là những vị tướng có kỹ năng cao, khả năng vận dụng khó. Và qua đó thì cái độ hiệu quả trong cái lối đánh đơn giản của chơi eSports cũng sẽ không được phát huy, nên họ chủ động cấm đi để tránh đội hình đối phương có thể lấy được. Fiora và Zui là một trong những vị tướng đó. Và vị tướng thứ 3 thì cũng chờ xem bên phía chơi eSports hãy nhắm đến vị tướng nào. Cuối cùng là Senna cũng không cho chơi luôn, cấm luôn cả Senna. Họ nhận ra rằng không cần phải nhắm quá nhiều vị trí của Invest, nhắm thẳng xuống khu vực đường rồng, và có vẻ như Invest đã rất là lúng túng trong lượt cấm vai trò của mình rồi. Cấm chứng minh là Wukong, Aatrox đang được để hở ra, và Bangkok Invest gần như là phải cấm đi con tướng Aatrox này, không cấm luôn. Như vậy là họ quyết định nhả ra hết tất cả những vị tướng mạnh ở trong meta, bởi vì họ bên phía đội đỏ và họ nghĩ rằng làm như vậy thì họ sẽ có nhiều bao pick hơn đối phương. Nhưng cái cảnh tượng mà một đội không cấm, một đội APAC không cấm đi con Aatrox của một đội Trung Quốc, nó đã diễn ra rất là nhiều vào tuần thi đấu trước, và nó luôn có một kết cục không hề tốt chút xíu nào cả. Chính xác. Con Aatrox, đặc biệt là chúng ta thường nói rằng Aatrox là một trong những vị tướng cần đồ thì mới có thể thực sự mạnh, và để hóa giải Aatrox thì chúng ta sẽ cần một đội hình đánh mạnh giai đoạn đầu game để khiến cho Aatrox không được xanh. Nhưng thực tế nó sẽ đúng với việc là nó sẽ sai ở trong trường hợp là Aatrox có thể tham gia giao tranh sớm dựa trên những sự make play của những người đồng đội và có những cú quy vô cùng chuẩn xác ở những cấp độ đầu tiên. Thì chưa cần đồi Aatrox với những cái kỹ năng cao của những người chơi Trung Quốc, họ vẫn có thể đảm bảo được điều đó. Và trong hai vị tướng được Invest được lựa chọn ở trong turn đầu tiên của họ, họ đều là những vị tướng mà đã rất thành công trong team của Jay Esports ở ván đấu đầu tiên, đó là cả JC cũng như là Nautilus. Cũng là như vậy. Varus được chọn hay không đây? Bên phía bên kia thì họ đã có cho mình là Jay cùng với lại Nautilus rồi. Nếu như mà chọn Varus lúc này bên phía bên kia thì Invest họ có thể làm lại cái chiến thuật mà Jay Esports đã dùng ở trong ván 1. Họ có thể chọn cho mình đó là Zeke đây. Zeke đã có học tập ngay lập tức những gì mà Jay Esports đã đánh ở trong ván vừa rồi. Liệu là họ có làm được cái điều mà Jay Esports làm giống như trong ván 1 hay không? Chưa dám chắc lắm. Đúng. Hiện tại thì vẫn đang có đường rừng và đường trên đến từ Invest đang được hở ra. Thực ra thì với cái đội hình này của Jay Esports ấy, khi mà họ đã mất cả cặp Zeke, mất JC rồi, họ vẫn có thể đổi đội hình của mình theo dạng là 4 carry. 4 carry trong đội hình này của họ bao gồm đã có Aatrox, đã có Varus, thì đâu đó còn Corki bên phía Invest nếu như không nhắm đến ở trong cái lượt cấm của mình thì sẽ là Corki dành cho Jay Esports, và họ sẽ có thêm một lượt pick counter vào vị trí đường trên. Thì qua đó thì ở thời điểm này tôi nghĩ rằng bên phía Invest nên lựa chọn dừng cho mình ở turn lựa chọn thứ tư và giấu tốt ở khu vực đường trên để tránh counter bởi đối phương, và đang cấm rất nhiều vào rừng đến từ bên phía Jay Esports để tránh đối phương có được cái lựa chọn rừng đầu tiên nó hiệu quả. Chính xác. Bây giờ cấm đi cho mình được Kha'Zix rất là hợp lý nha. Jay Esports đang cấm cực kỳ hợp lý. Ta thấy được cái độ nguy hiểm của Kha'Zix khi kết hợp được với Jay cùng với lại Zix quá nhiều lần rồi. Tự cấm đi cho mình là Akali à. Hồi nãy thì Jay Esports ứng dụng của Akali và cái đội hình có Jay có Zix cách rất là đẹp mắt, nhưng mà có vẻ như người chơi đường giữa lớp X của Invest lại không nghĩ như vậy. Anh ta muốn một chiếc tướng khác ở trong đội hình của mình. Cấm đi cho mình Zac là quyết định của Invest. Tôi nghĩ rằng có cho thì tôi nghĩ là bên phía của Jay Esports họ cũng sẽ không đánh con Zac ở trong ván thi đấu này đâu. Bởi vì con Zac ở trong cái đội hình này sẽ không có quá nhiều vị tướng có thể đi phối hợp được chung với nó. Kha'Zix và Lee Sin là quyết định cấm của bên phía Jay. Rồi, quan trọng là bây giờ Invest lựa chọn rừng hay lựa chọn top trước. Tôi nghĩ là khôn ngoan nhất thì họ nên lấy rừng ở trong cái turn này. Tại vì đối phương đã lộ Aatrox thì Aatrox phần lớn cái vị trí của Aatrox sẽ là đi rừng rồi. Lấy Raiden à? Thế tầm này có thể lấy được Riven và Corki luôn dành cho bên phía Jay Esports ở trong hai turn cuối. Họ vẫn pick được đủ đội hình 4 sát thương. Và chúng ta có thể biết rằng Varus bị bắt, Corki bị bắt thì vẫn còn Aatrox. Aatrox bị bắt thì Corki thoải mái bắn tuyến sau. Gwen đang một lựa chọn khác đến từ bên phía của Invest, và họ đã lấy Gwen ở trong lựa chọn thứ tư. Gwen được chọn thứ tư cũng là một con bài cực kỳ mạnh ở trong meta. Tuần thi đấu trước thì Gwen đã tỏa sáng gần như là một trong những bao pick mạnh nhất ở tuần thi đấu vừa rồi, khi được kết hợp chung với Sen hoặc là Galio. Trong đội hình của Bangkok Invest không có những chiếc tướng hỗ trợ cho Gwen, nhưng họ lại có rất là nhiều vị tướng cứu điểm máu từ xa tốt để làm tiền đề cho Gwen băng lên tuyến trước. Corki
Varus vẫn là hai xạ thủ, nhưng đây là hai xạ thủ khá chắc chắn của bên phía Trey Esports. Hai xạ thủ này, một người thì cung cấp cho đội hình của họ lượng CC đến từ chiếc cuối của Varus, một người thì cung cấp sát thương hàng sau với Corki vào khoảng thời gian giai đoạn cuối trận. Đây, Bangkok Invest họ đã có một cái lối cấm chọn nó dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ có Olaf nữa, đội hình của họ đánh early game vô cùng khỏe. Rồi, đội hình bên phía chơi eSports thì họ cũng đã vận hành đội hình này một cách khá là chân chu ở trong tí đấu trước và cũng đã mang về được cái chiến thắng trước một đội tuyển được đánh giá là rất mạnh, đó là Weibo Gaming. Khi mà Lee Sin, khi mà Kha'Zix bị cấm đi, những vị tướng có khả năng dứt điểm mục tiêu rất là hợp lý trước những tình huống cầu máu của cả Zix và JC. Tất nhiên Olaf cũng là một lựa chọn sốc sát thương là hợp lý rồi trong cái đội hình ở Invest. Và đặc biệt là Olaf cũng sẽ là một vị tướng càn thẳng vào hai xạ thủ của đối phương một cách rất là hiệu quả. Nhưng cái sự khó chịu ở trong cái đội hình này mà chơi eSports họ hướng tới ấy, tức là đội hình của đối phương sẽ không cần biết, sẽ rất khó để lựa chọn mục tiêu để phong tỏa. Tại vì tất cả các vị tướng trong đội hình của họ đều có khả năng carry team. Đó chính là cái sự khó chịu. Và họ còn có khả năng gọi là dồn đam chung với nhau với lượng đam sốc cũng tốt, lượng đam duy trì theo thời gian ở giao tranh tổng cũng tốt nữa. Đó chính là cái sự chặt chẽ trong việc cấm phật chọn của chơi eSports. Tôi nghĩ rằng mặc dù đội hình của Invest đã thuận mắt và mạnh hơn ở giai đoạn đầu game, nhưng vẫn sẽ là một lối đánh khó nếu như bên phía của đội hình chơi eSports kéo được trận thi đấu này khoảng tầm phút thứ 12, phút thứ 13, khi mà có Corki cũng như Corki này, Aatrox và Varus có được khoảng trên 2 món trang bị. Chính xác, những nhận định của Phong đưa ra đều cực kỳ chính xác. Với những chất tưởng của hai đội như thế này, chúng ta sẽ cần biết một điều rằng cái khoảng thời gian mà từ phút thứ 2 đến phút thứ 5 á, đội nào có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, sai lầm hay là mắc sai lầm ở trong những tình huống giao tranh ban đầu giữa cái việc đi lane, thì điều đó gần như sẽ tiên quyết đến khoảng 60-70% cái tỷ lệ thắng của đội đó ở trong cái ván thi đấu này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở ván đấu này đang có những cái ngọc bổ trợ lên cả hai bên, rất nhiều chinh phục đến từ bên phía của chơi eSports là hoàn toàn hợp lý. Ở đây, khu vực đứng giữa, đổi dạng búa, bật luôn cả giáp, cố gắng lấy máu ở cấp độ 1 đến từ bên phía của Rose. Ép Rose phải lui về để ăn những hạt hồi phục. Nhưng Rose cũng có những tình huống trả đam của mình là rất chất lượng với những cú bom phốc pho và kết hợp thêm cả những đòn đánh thưởng. Chính xác. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một con Varus lên chinh phục như thế này. Thường là Varus vẫn cầm cho mình triệu hồi AD khá nhiều dù là ở meta hiện tại. Hoặc là sẽ cầm cho mình là thợ săn thị quái. Khoan đã, Plus X đang bị tắt tiếng ra, gây một chút áp lực. Nhưng ngay sau lưng anh ta cũng có Rick. Hai. Stark vẫn quyết định quay lại khi anh ta lên được cấp độ 2 một cách đúng lúc. Rick quay ngược trở lại và kéo vào người vì chưa được giữa Rose bên phía bên kia. Máu không phải là quá tốt đến từ Rick khi máu ta tuột rất nhanh. Những cái kèo đối đầu 2-2 chúng ta vẫn luôn nhìn thấy chiến thắng thuộc về bên phía của chơi eSports ở trong ván đấu trước là khu vực đứng trên. Ván đấu này là khu vực đứng giữa. Thì Tắc vẫn đang thể hiện được rằng mình có những bước di chuyển là hợp lý để cân bằng về mặt nhân sự ở giai đoạn đầu trận đấu. Và những nơi anh ta đi qua thì đều mang lại những chiến thắng về mặt trao đổi chiêu thức và lượng máu của đối phương. Những cái lượng máu ở giai đoạn đầu game như này cực kỳ quan trọng. Tại vì đội hình của đối phương sẽ mất đi thế kiểm soát ở khu vực đường giữa và sẽ là người phải di chuyển sau. Qua đó thì hai cánh hoặc những khu vực đường khác khi mà Tắc di chuyển sẽ luôn mang về được lợi thế. Và đây tiếp tục là lợi thế nữa dành khu vực đường trên của Lee Sao. Exact, Lee Sao cùng với lại Tắc đều rất là dễ dàng có thể kiểm soát được nửa trên bản đồ khi mà lượng máu của Azure vào lúc này không phải là quá tốt. Chất tướng của Gwen là một chất tướng về đầu trận không phải là quá mạnh. Và đây là cái khoảng thời gian tôi nghĩ rằng Trey Swart có thể đẩy được lính và chủ động hơn so với đội hình của Invest. Nhưng khoan, đây là một tình huống đứng lội, lăn bụng để thoát chạy. Hai. Bên phía bên kia ngay lập tức quay trở lại và Lee Sao có điểm chiến công đầu ở trong ván thi đấu này. Và đây tiếp tục là tình huống băng trụ nữa đến từ bên phía của J-Sport. Mặc dù Rick còn nguyên cây máu nhưng khả năng bổ đến từ Hui Ba vẫn là quá đau. Cấp độ 5 vào cấp độ 3 thì chắc chắn là Rick phải nằm rồi, gọi cả Rose lên. Rất chặt chẽ ở trong những bước di chuyển đến từ bên phía của J-Sport. Và người mắc lỗi trong tình huống vừa rồi chắc chắn là Astrio. Khi mà với một con Gwen chỉ còn một chấm máu, anh ta lướt chiều 3 lên như vậy thì Lee Sao đã đọc tình huống rất nhanh. Ngay khi thấy đối phương mất e, anh ta đã nhảy thẳng vào để hạ gục được vị trí của Gwen. Tại vì khi không còn chiêu 3 nữa thì Gwen không có cách nào để thoát ra khỏi khả năng truy đuổi của một con bài Raiden cả. Và hai mạng hạ gục, Aatrox là người được hưởng lợi trong những tình huống hỗ trợ vừa rồi. Và đường trên là thắng hoàn toàn dành cho bên phía của chơi eSports. Vẫn là một lối đánh khá là giống với ván từ đấu trước, khi cặp đôi khu vực nửa trên bản đồ của chơi eSports đánh cực kỳ khéo luôn. Họ rất biết cách dụ đối phương vào những cái thế tưởng chừng như là nguy hiểm, nhưng không, thật ra là nguy hiểm dành cho Invest cơ.
Và đây là một cái tình huống dụ đối phương đánh cực kỳ hay của người chơi hỗ trợ bên phía của Trey Esports. Rồi, và đây sau khi có được hai điểm hạ gục thì bên phía Trey Esports tiếp tục có được một cái thế trận nó khá là ổn ở giai đoạn đầu trận đấu, đặc biệt là trong đội hình mà khi họ có cả Aatrox, có cả hai xạ thủ, thì những cái thế trận mà có được điểm hạ gục sớm và có lợi thế sớm như này, hay một tình huống giữ chân được đối phương Rick, thông dưỡng nổ hất cả Rick về, hạ gục thành công Rick. Koki có điểm hạ gục, thêm một tín hiệu đáng mừng nữa dành cho đội hình hai xạ thủ này, rất là hay luôn. Và khoan đã, khu vực dưới thì sao, bị kiệt sức vào, Quyền dùng cho mình là chiêu cuối vào người của đối phương Raven, cần phải khéo léo né ra khỏi cái mũi tên xuyên phá của Quyền, nhưng anh ta không né được, anh ta chạy một đường thẳng. Raven rất non, đó là cái nhịp mà Raven bắt buộc phải chạy thẳng ra mặt rồi, không được có một tình huống quay ngược lại một chút nào cả, và phải nhường mạng hạ gục lại của mình dành cho Olaf, tại vì anh ta găm đến 3 điểm nội tại trên người, chắc chắn là một quy không cần gồng cũng sẽ phải nằm. Anh ta lại đứng ở một khoảng cách là khá gần, chưa kể là anh ta chưa chạy chưa, và đứng gần như vậy là cũng quá đơn giản để cho cái cú mũi tên xuyên phá tung ra với một tốc độ là cực kỳ nhanh, thắng trên mọi mặt, mới chỉ gỡ lại một điểm hạ gục dành cho bên phía của Invade mà thôi. 2.000, 3.000 tiền dẫn cách ở phút thứ tư là những gì mà đội hình của Trey Esports làm được. Là một ván đấu cực kỳ khó dành cho Invest rồi. Dù đã chọn cho mình một cái đội hình tương đối là dễ chơi ở khoảng thời gian ban đầu, nhưng cái cách mà những khúc đường đi lên nó mới là cái điểm yếu của Invest. Chúng ta thấy cái khúc đường trên đánh 2-2, họ không biết cách đánh 2-2 một cách thực sự là chắc chắn với cặp đôi bên phía bên kia. Rồi họ bị hạ gục rất là sớm. Rồi sau đó khu vực dưới thì cũng có một tình huống mà họ muốn bắt một người nhưng mà họ không đủ sát thương. Nhưng khoan, đây là tình huống mà LFX gây được khá là nhiều sát thương vào Rose. Từng này vẫn là chưa đủ, từng này vẫn là rất khó để hạ gục con Corki này. Và vẫn luôn có những bước di chuyển rất khó chịu đến từ bên phía của Tắc. Anh ta ngay lập tức vòng ra phía sau, nhá những cú em ơi, tôi nhớ Coyote. Một người chơi rất là cá tính, giống như Tắc kiểu như vậy. Nhưng ở trong trận thi đấu này anh ta có quyền làm điều đó, tại vì anh đang thực sự là vượt trội hơn. 2-1 khu vực đường trên, tốc biến được sử dụng để bỏ chạy, thân cá sấu được bật lên, đó là hơi muộn màng. Sẽ chịu lần kim gỡ được một điểm hạ gục, một tình huống căng ngang đến từ Vipro khu vực đường giữa, trả lại một điểm hạ gục vào vị trí của Rick. Timing khá tốt cái mục tiêu vừa rồi. Các hành vi của Invest, họ đã đoán rằng đối phương sẽ muốn ăn rồng và họ đã đứng sẵn ở khu vực đường trên. Và trong cái tình huống đó thì người chơi trên bên phía của Trey Esports anh ta cũng không biết rằng là đối phương có muốn tranh chấp rồng và đang ở nửa dưới hay là muốn ăn sứ giả, cho nên anh ta đẩy một nhịp nó khá là bất cẩn ở khu vực trên. Và ngay lập tức thì người chơi đi đường bên phía bên kia ùa ra và bắt được anh ta một cách rất là dễ dàng. Melly đã biết được tín hiệu là đối phương đã ăn thành công xong sứ giả rồi, anh ta bây giờ mới khởi động con rồng, liệu nó có là quá chậm hay không đây. Có Corki ở khu vực nửa dưới đang bị áp lực lính một chút xíu, Invest đang ăn con rồng này ở một tốc độ khá nhanh nhưng chưa đủ nhanh, tại vì đội hình của Trey Esports đã đến kịp thời ở đây với tất cả các thành viên rồi, đang chọn mục tiêu bắn vào vị trí của JC trước đã. Hui Ba tiếp cận được con rồng, không cướp được rồng vì đã có những quả bom đến từ bên phía của Zik để giữ được chân, và Olaf vào bửa được hạ gục thành công một xạ thủ bên phía đối phương vẫn còn một xạ thủ khác để có thể bắn được nữa, khó để phong tỏa được hết nguồn sát thương đến từ bên phía của Invade. Và Invade bắt đầu quay ngược trở lại với những cú bổ của Blab X, hạ gục thành công được Hui Ba vẫn có một cú lướt, nhưng cái vọng âm Luden chính là sát thương cuối cùng giúp cho Raven có được điểm hạ gục, và một tình huống né ra siêu bom địa ngục Tắc vẫn còn sống sót. Đúng vậy, né siêu bom địa ngục bằng lăng bụng của mình, Tắc vẫn đang chơi rất hay với con Ragas của anh ta. Như vậy là họ không cướp được con rồng của Invest, nhưng giao tranh vừa rồi, tôi nghĩ là trao đổi điểm hạ gục vừa rồi, nó đã cho thấy rằng ở trong ván thi đấu này Invest đã không dễ dàng chấp nhận từ bỏ giống như trong ván thi đấu trước đó nữa. Zhou có một góc bắn nó không phải là quá phức tạp đối với ta chỉ việc lướt theo và bắn hạ gục Olaf bên phía bên kia mà thôi. Một tình huống truy đuổi ở hướng ngược lại thì rõ ràng số lượng nhân sự của bên phía Invest đã giúp cho họ chiến thắng một cách dễ dàng. Đây là con sứ giả được thả ở khu vực giữa, với sứ giả này họ sẽ lấy được cái trụ này. Wow, còn thiếu 12 máu nữa, nó cũng sẽ không quá khó khăn để cho đội hình của Trey Esports có thể lấy đi ở một nhịp kế tiếp, vì đây là lượng máu chỉ cần một đòn đánh thường mà thôi. Trong tình huống vừa rồi, cảm giác như bên phía của Trey Esports họ hơi tham. Họ nghĩ rằng với khoảng 4.000 tiền dẫn cách ở phút thứ 6 vừa rồi thì họ tự tin là đánh trực diện với đối phương. Có một phương án khác để Trey Esports có thể lựa chọn trong tình huống vừa rồi, đó là sau khi họ có con sứ giả, họ chấp nhận đổi mục tiêu với đối phương và để cho Aatrox lên khu vực đường trên lấy nốt cái trụ ở trước phút thứ 7. Qua đó anh ta có nhiều lớp tiền từ lớp giáp trụ và có được cả trụ đầu trên toàn bản đồ. Qua đó Aatrox sẽ là rất xanh. Nhưng họ tự tin là muốn thắng toàn tập và thắng trên mọi mặt trận nên quay ngược trở lại với một tình huống ăn con bùa xanh này hơi cồng kềnh đến từ phía Hủy Bà. Khá là cồng kềnh với cái pha ăn bùa xanh vừa rồi. Nhưng dẫu sao nữa cũng không có ai đứng gần con bùa xanh để cướp của anh ta cả. Ở trong đội hình của Trey Esports thì chỉ có đúng một vị trí là sẽ là mục tiêu dễ dàng nhất dành cho Invest, đó là Quyền mà thôi. Anh ta là người không có độ cơ động quá cao, và nếu như Olaf dí thẳng vào người anh ta thì
anh ta gần như chắc chắn sẽ nằm. Đúng. Cái vấn đề là anh ta nằm rồi thì chuyện gì sẽ đến với các thành viên bên phía của Invest khi mà đã tốn rất là nhiều chiêu thức để hạ gục anh ta. Và những người đồng đội của anh ta thì thật ra nguồn sát thương của Varus trong đội hình của Esports nó không quá quan trọng. Nó mang thiên hướng là giúp cho họ giữ những quy lính khoan đều thuộc băng trụ, tấn công vào râu, chiêu cuối tung ra. Chiêu cuối chặn đầu mà chặn xa thế nhờ. Chặn chắc là 2 cây số sau lưng của râu luôn cơ. Hất ngược một người về, chiêu cuối của Tắc là hoàn hảo để giữ chân Rick ở trong pha thi đấu này. Rồi. Tắc vẫn đang xử lý quá hay với con Ragas. Rick đang thực sự là bị lệch nhịp với những người đồng đội của mình. Sau một tình huống tấn công như anh ta lại là người ở lại đến sau cùng và để bị giữ chân bởi đối phương. Những cú thùng rượu nổi của Tắc vẫn đang là rất chất lượng mà thôi. Một tình huống truy đuổi vị trí của Merly, Tắc vào lấy được cái trụ này. Rick sau tình huống vừa rồi nếu như anh ta về chung được với những người đồng đội thì có lẽ là một tình huống rất là thành công vì họ hạ gục được một trong những nguồn chủ lực đến từ đội hình đối phương, đó là Koki. Nhưng lại trả lại một mạng cho đối phương và Huiba cũng đã có mặt rất là kịp thời trong tình huống đó. Thì đâu đó cũng chỉ là đổi về hòa. Và nên nhớ rằng bất kỳ ai trong đội hình của Trey Esports ngoại trừ Ragasa mà có được điểm hạ gục thì cũng là thành công cho họ, tại vì họ có rất nhiều carry ở trong đội hình này. Vì vậy mất những điểm hạ gục nó đáng tiếc như vậy sẽ là điều mà Rick cần phải hạn chế ở trong khoảng thời gian sắp tới. Nhưng ít ra chúng ta đã nhìn được cái điểm sáng ở trong lối chơi của Invest, của cụ thể là trong ván thi đấu này. Họ có một đội hình nhỉnh hơn, họ có quen vẫn đang có thể gánh vác được khoảng thời gian mid game này chung với Olaz. Và hai người này sẽ phải bằng một cách thần kỳ nào đó giữ được cái con sứ giả này nếu như không muốn trận đấu trôi tuột về tay của bên phía Trey Esports. Merly đang đi đầu, Merly cần phải giúp cho Rick có thể kiểm soát được tầm nhìn ở xung quanh cái bụi này. Chiêu cuối tung ra để ép cho Rose mất đi cái lúc gì? Thảm lửa vừa rồi à. Tôi nghĩ là một tùng động thái nó không phải là quá thông minh. Đúng. Đến từ Raven. Chính xác. Raven, tại vì trong đội hình của Raven có gì ạ? Có Nautilus giữ chân đối phương và ném bom vào như đối phương từng làm mà thôi. Con sứ giả giữ chân được, giữ thành công được dành cho bên phía của Merly. Sau đó là 2-2 với bên kia. Rick tiếp tục là người nằm đầu tiên ở trong giao tranh này. Và những cú cấu máu của Win ở phía sau cũng đang là rất chất lượng để khiến Raven không có góc để xả đàm. Chiến thắng toàn tập dành cho Trey Esports trong tình huống vừa rồi. Sẵn sàng là đứng ở trong khoảng để tình huống Rose có biến về không? Không biến về. Trời luôn. Đối phương bây giờ thấy người ta trong bụi như một con quái vật vậy. Kiệt sức của người Club X khiến cho Club X mất đi cho mình tốc biến. Tắc đang vào một phía sau lưng, anh ta còn chiêu cuối không đây? Làm chậm là thành công. Tắc vẫn đang chỉ là gây một chút khó dễ dành cho lực X mà thôi. Chiêu cuối của anh ta đã dùng trước đó rồi, có vẻ như là chưa kịp hồi. Rất tiếc, chắc chắn đó là một cái chiêu mà Raven anh ta sẽ cần phải đánh một cách nó trau chuốt hơn. Tại vì đội hình của anh ta có nhiều những tình huống giữ chân được. Ví dụ như những tình huống làm chậm của ném dìu rồi những tình huống móc mỏ neo các thứ, thì anh ta sẽ cần phải tận dụng những điều đó để có thể gây ra đam, đặc biệt là những đam gọi là dứt điểm mục tiêu. Nhưng ta lại tung ra một cách quá đơn giản thôi, rất dễ để cho những người thành viên bị cấu máu. Tại còn đây là bản đồ nước, cho nên rất nhiều hạt hồi phục ở trên bản đồ. Con rồng lửa đang được kiểm soát đến từ bên phía Esports và họ quay ngược trở lại tấn công vào vị trí của Merly. Merly bật chiêu cuối, sau đó bỏ chạy, không hạ gục được ai. Thùng rượu đổ hãy đẩy văng được Raven về một khoảng cách rất xa và chiêu cuối đến từ Koki, không chính xác là thảm lửa Koki chặn một góc quá đẹp. Những cú bổ của Huiba quá hủy diệt và quét sạch hay không đây? Quét sạch rồi, dành cho bên phía của Esports. À, cũng quét giờ thôi. Quá thốn. Nó quá thốn, một người còn sống sót duy nhất đó là Gwen. Và anh chàng này cũng đã nhanh tay lấy được cái trụ đường giữa để khắc phục lại cái pha giao tranh rất thảm họa vừa rồi. Thậm chí là ta vẫn chưa chạy được. Tắc quá khó chịu, liên tục thả Imo ra và dí vào người của Azuro bên phía bên kia. Azuro cố gắng lướt qua tường, Tắc vẫn chưa cho phép anh ta có thể về được. Vẫn là làm chậm thành công đến từ Tắc. Bực luôn cho mình là xe chỉ luôn Kim. Và nhà trường là khó thiệt đến từ bên phía của Trey Swan. Tắc marathon mà Tắc là người chiến thắng. Đánh quá khó chịu, Tắc đánh quá khó chịu. Win đang là người bị dính cái thủy lôi tầm nhiệt, nhưng có khả năng hỗ trợ của Tắc hay không đây? Tắc không có gì để lăn qua phía bên đây cả và Win đã bị hạ gục rồi. Win không có đây nhiều người... những số hỗ trợ trong tình huống vừa rồi. Người duy nhất mà các thành viên bên phía bên có thể ăn hiếp được đã nằm. Còn bây giờ bốn con quái vật thì nó vẫn còn đang sống. Nhưng mà cũng phải lưu ý một chuyện là Rose cùng với lại Tắc chưa biến về nhà mua trang bị nha. Họ cần phải làm điều đó để tận dụng được cái lượng tiền mà họ vừa mới có xong. Ui, 10.000 tiền giãn cách cho bên đội xanh rồi, anh ta đã 10.000 tiền. Đúng vậy. 10.000 tiền mà với thế trận mà là Outchock rồi Koki thì đây là hai trận tướng siêu lết rồi. Hãy nhìn về khả năng lết đến từ bên phía của Invest xem nào, họ có một Gwen. Nhưng vừa rồi chúng ta nhìn thấy Gwen cắt vào Tắc không ra đam, cắt vào Tắc không mấy đau. Thì bây giờ đơn giản là Tắc dí thẳng về chiếc của Gwen đấm. Thôi thậm chí là Lee Sao, thần cá sấu đấm vào Gwen nữa. Thì lượng sát thương đến từ bên phía của Invest không đâu ra quá nhiều. Những cú ném bom của Zeke không phải là lượng sát thương có thể carry được, mang tính cấu máu mà thôi, cả JC nữa.
thì Gwen sẽ là cái tương lai đến từ bên phía của Invest ở giai đoạn late game. Đổi ngược lại thì những Corki, những Varus vẫn đang được tạo rất nhiều tiền đề để chơi ở trong thế trận này. Trong một cái trận đấu mà J Sport đang đánh quá thảnh thơi, còn ngược trở lại thì Yu là dùng một cái đội hình cũng khá là giống với đối phương ở trong ván thi đấu vừa rồi, nhưng rõ ràng là đội hình thì giống nhưng cách mà những người ta chơi thì nó là hoàn toàn khác, và Invest đang thực sự là không đạt được cái độ hiệu quả cần thiết. 0-6-4 chỉ số của Rick rất thấp ở trong ván thi đấu này, khi ta gặp một người chơi hỗ trợ quá hay bên kia tắt con Ragas counter hoàn toàn con Nautilus của đối phương. Tôi còn nhớ rằng ở những tuần thi đấu đầu tiên thì cái điều mà chúng ta nói về chơi eSports cũng là tắc, nhưng nó ở bối cảnh gọi là bế tắc. Còn ở tuần này thì tắc thực sự là khiến cho đối thủ của họ bế tắc nhiều hơn. Lee Sao tốc biến thoát đi, anh ta cũng rất nhanh tay cho tình huống rồi tránh những cú bổ dìu của Olaf. Olaf mất chiêu cuối, thì ở đây sẽ là thế ép sân rất là dễ dàng dành cho bên phía của chơi eSports, tiếp tục bắt nạt vào vị trí của Varus. Hạ gục thành công được Varus rồi, Rick là người Rick chính là người có được điểm hạ gục vừa rồi. Đó là chất tướng duy nhất mà như tôi đã nói bên phía của Invest có thể ăn hiếp được, nhưng đây liệu có pha truy bắt nào hay không đây. Invest có vẻ như là tự lượng sức mình, họ biết rằng bây giờ đánh 4-4 chưa chắc mình đã win, nhưng khoan, vị trí di chuyển quá hơn đến từ Rick, anh ta giữ chân được một người không móc kéo trúng vào người Lee Sao. Lee Sao né rất khéo ở trong pha thi đấu đó, quay ngược trở lại Merly đang cố gắng chém nhưng ta chưa chém được bất kỳ ai cả. Chiêu cuối cực kỳ tuyệt vời đến từ Tắc, và Huy Ba bắt đầu reset liên tục những điểm đến từ hội tải từ chiêu cuối của mình. Double kill dành cho Huy Ba. Asriel đang bắt đầu tới bậc xưng la bất bại của mình lên, sẽ chỉ luôn kim không trúng bất kỳ ai cả, và chỉ là như vậy mà thôi. Merly đã có một pha mà anh ta đến đoạn đó chắc chắn anh ta sẽ tiếp cái chiêu cuối của mình ở trong tình huống truy đuổi ở vị trí của cá sấu, tại vì thời điểm đó thì phần lớn các thành viên bên phía của đội hình chơi eSports thì đều đang ở ngưỡng thấp máu, và nếu như Olaf có được cái chiêu cuối trong tình huống này, tôi tin chắc là anh ta có thể bổ hết, chắc chắn là có thể bổ hết dựa trên những khả năng cấu máu và những khả năng gọi là dồn đam cùng với cả JC và Zik. Nhưng thời điểm này đến tận cuối giao tranh người ta mới hồi chiêu cuối rồi thì Zik và JC đã phải nằm hết, vì vậy Olaf không có nhiều tiền đề để bổ trong tình huống này. Astro ra thì cũng đã tàn cuộc, thật ra cũng khá khó cho anh ta, bởi vì nhìn xem rằng bên phía của Trey Sport vẫn còn giữ kiệt sức cho đến tận những phút cuối cùng cơ mà. Kể cả là có khoan, tình huống Rowe đang đứng bên cạnh Merly bên phía bên kia. Khoan, ở đây Asriel làm sao mà đủ tuổi đánh nhau với Lee Sao. Lee Sao né rất dẻo luôn, nhưng gọi Rick đến thì sao đây. Rick muốn chơi à? Rick muốn chơi à? Nhưng Asriel nói muốn không đây là không nhìn mặt nhau nữa rồi. Đây là không nhìn mặt nhau thật sự luôn rồi. Ai chơi thì chơi đi, tôi đi về đây. Và Rick sẽ là người ở lại fit cái mạng này. Trời ơi, đây là tan vỡ tình đồng đội, chắc là có bền lâu không? Nhưng nên về trong tình huống đó chắc chắn là như vậy rồi, vì cái lượng máu đó quay trở lại cắt cũng khó để cho Arsenal có thể được cắt. Rick thì đã lựa chọn một phương án sai, và anh ta lại phải trả giá bằng mạng hai gục của mình và trả thế giá thêm cả hai cái trụ đường lính siêu cấp, và có khi là trả giá luôn cả cái trận thi đấu này khi mà thế tấn công đến từ bên phía của JSport với hai xạ thủ vẫn đang là quá mạnh. Hạ gục luôn được Merly ở trong tình huống vừa rồi, và chỉ còn lại hai người phòng ngự ở đây thôi. Rick vẫn có những tình huống nó ném bom để có thể hạ gục được những tên lính này, thêm một tên ở đường dưới tiến vào nữa, nhưng quyết định là đánh chắc đến từ JSport và họ quyết định là lùi về một cách đơn giản mà thôi, không có quá nhiều sự áp lực đến từ Invest vào lúc này nữa rồi. Khoảng cách về tiền bây giờ đã vượt đến một con số là đến tận 17.000 tiền. Nó còn nhanh hơn cả thời gian các bạn. Thời gian mới chỉ là 16 phút thôi, khoảng cách là 17.100 tiền luôn rồi. Khả năng giao tranh tổng đến từ Invest thì vẫn được biểu lộ rõ trong những tuần thi đấu trước là họ có một khả năng giao tranh tổng là không tốt, đến từ việc là những người chơi khi mà kết hợp chiêu thức với nhau không phải là quá chuẩn chỉ, đặc biệt là trong tình huống gọi là kêu gọi giao tranh, những tình huống trao đổi côn tim ở trong tình huống vừa rồi của cả Rick cũng như là Astral, chúng ta cũng có thể thấy rõ điều đó. Qua đó thì những pha giao tranh tổng liên tiếp được chơi eSports setup thì họ luôn là người giành được chiến thắng. Hãy nhìn về cái sự chênh lệch về điểm hạ gục 22-7 là sự chênh lệch và 17.000 tiền. Đó nó là cái thế yếu đến từ phía của Invest, họ sẽ cần phải cải thiện cái khả năng giao tranh tổng là rất nhiều. Còn đây sẽ là thế kiểm soát hoàn toàn dành cho chơi eSports thôi, khi mà họ đã lấy được hai đường lính siêu cấp của đối phương và có thể sử dụng con Baron này để làm môi nhử và ép giao tranh với bên phía của Invade. Chính xác. Thậm chí là Win không cần phủ đam ở trong tình huống ăn Baron này, tắc còn đang đứng phía ngoài. Win sẽ cứu được máu đối phương trước khi vào Baron. Chỉ có hai người ăn Baron mà thôi. Rose đang chống chịu sát thương. Bên phía bên đây thì tắc đang chịu khá nhiều áp lực đến từ Invest. Có đủ thời gian không đây? Tốc biến xuống nhà được nha, nhưng mà tốc biến quá trễ rồi. Con Baron được giữ lại dành cho bên phía của JSport. Bắt đầu bùa, Huy Ba đang bực cho mình chuyến binh tận thế lên. Và một phát bùa chiêu 3 của anh ta slam lên hai người bên phía bên kia quá đau. Huy Ba vẫn chưa dừng lại, một bùa là một mạng. Không nói nhiều, double kill dành cho Huy Ba.
Và nhà thì trống hơ trống hoác rồi, cái hành vi của TradeSports sẽ vào và lấy đi chủ nhà chính của đối phương ngay sau đây mà thôi. 2-0 dành cho TradeSports. Invest sẽ phải bế hỗ trợ của TradeSports lên. Sẽ phải bế hỗ trợ của TradeSports lên trước lượng sát thương là quá khủng lồ ở cả bốn vị trí. Không có vị trí nào bên từ bên phía của TradeSports là yếu đam cả. Đó, ngày hôm nay họ tiếp tục vận hành hai đội hình sở trường của họ ở cả hai ván đấu giống như những gì họ đã từng làm trước Weibo Gaming. Và hai ván đấu họ đều thành công theo đúng cái điều kiện thắng của mình một cách rất bài bản và chiến lược. Và chắc chắn là ở những tuần thi đấu sau khi mà TradeSports gặp những đội tuyển Trung Quốc thì hai bài đánh này của họ cũng sẽ phần nào bị hóa giải bởi những đội tuyển Trung Quốc khác. Nhưng ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại đã mang về cho họ đến chiến thắng thứ 3 sau tổng cộng là 5 trận thi đấu của mình rồi. Đó. Quan trọng là tôi cảm giác là các thành viên của bên phía TradeSports đánh nó rất là ăn nhịp với nhau, rất là đồng điệu, đặc biệt là anh chàng Tắc cùng với lại người chơi đường